Tọa độ vòng cuối của Mễ Trì sẵn sàng cho những trải nghiệm sống chất đúng nghĩa tại giao điểm của sự phát triển. Chất sống thăng hoa ở đa trải nghiệm tại Trinity Tower. Bạn đã sẵn sàng chạm tay tới dòng chảy giao thương thịnh vượng để những con đường huyết mạch đưa bạn đi đến thành công. Tiếp giáp ba quận lớn của Hà Nội, nằm trên đường Hồ Mễ Trì, tiệm cận tuyến đường Vành Đai Ba và đại lộ Thăng Long, gần các khu đô thị lớn đang phát triển, hưởng tầm nhìn xanh, Trinity Tower được ôm tròn ba hồ điều hòa rộng lớn, mang đến bạn không gian sống thanh bình giữa nhịp sống phồn hoa. Được kết nối với những trục đường lớn và các khu vực kinh tế năng động, Trinity Tower gần các trung tâm thương mại và trung tâm giải trí lớn của Hà Nội, gần các trường học nổi tiếng của thành phố, cùng những tuyến đường hình thành trong tương lai, hứa hẹn trở thành địa điểm kết nối đa vùng, Trinity Tower sẽ mang đến cho cư dân một cuộc sống tiện ích hơn. Tòa nhà Trinity Tower là tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại. Trong đó, 3 tầng trung tâm thương mại sẽ làm nơi giao thương sầm uất, cung cấp đa dạng dịch vụ từ ngân hàng, siêu thị, nhà hàng. Sống an yên giữa tâm điểm phố, cảnh thanh bình, giữa nhịp phồn hoa, đón những ước mơ 100% rộng mở, vươn mình cùng tầm nhìn 100% khoáng đạt, ôm tròn trong không gian mở 100% xanh mát. Trinity Tower tự hào là dự án duy nhất có 100% căn hộ hướng hồ thoáng mát với diện tích đa dạng, để bạn dễ dàng lựa chọn một chuẩn sống phù hợp, tràn đầy năng lượng tích cực, tươi mới mỗi ngày cho bản thân và gia đình. Tại tâm điểm sống mới, chủ nhân còn có cơ hội tận hưởng nhịp sống năng động, phát triển sự nghiệp ngay tại căn hộ Officetel. Với diện tích đa dạng từ 29,6 đến 72,1 m2, ngay tại trung tâm giao thương sầm uất bậc nhất Hà Nội. Gia đình và sự nghiệp cùng thăng hoa tại Trinity Tower, đó là điều chúng tôi gọi là hạnh phúc. Sống đa trải nghiệm, tiện ích đầy đủ nội khu, luôn sẵn sàng phục vụ cư dân Trinity mỗi ngày, mua sắm tiện lợi ngay tại trung tâm thương mại dưới nhà. Tạm biệt những giờ tan tầm đông đúc, đi về đón trẻ cùng trường mẫu giáo ngay bên dưới căn hộ, nâng tầm sức khỏe, nâng niu tinh thần, cùng với chuỗi tiện ích trung tâm, spa, yoga và bể bơi ngay trong tòa nhà. Và đừng quên, sảnh lao chuẩn 5 sao, thang máy riêng biệt. Thoải mái với 3 tầng hầm rộng rãi cùng khu vực để xe sức chứa lớn nằm ngoài tòa nhà. Trinity Tower, tọa độ vàng cuối của Mễ Trì, nơi chất sống thăng hoa ở đa trải nghiệm, một sản phẩm được đầu tư và phát triển của Sen Invest.